Bài bí quyết thành công dành cho nam giới Bí quyết 4 Mạnh dạn vạch ra những hướng đi mới Người thiếu tri thức đồng nghĩa với việc thiếu thốn về thương lượng với kẻ mạnh Người không dám vạch ra những hướng đi mới đồng nghĩa với việc chỉ có thể tồn tại như một kẻ nhu nhược, cầu thả Người đàn ông thành công phải là người biết học, tập trí thức và mạnh dạn vạch ra những hướng đi mới Họ biết dựa vào tri thức để vượt qua khó khăn dựa vào những hướng đi mới để cạnh tranh thành công. Họ không dễ dàng chấp nhận bắt trước người khác, không dễ chấp nhận đi sau người khác. Đó chính là điểm khác biệt giúp họ vươn đến thành công. Một có kiến thức chuyên môn biết vạch ra những hướng đi mới. Chỉ khi nào chúng ta biết vận dụng trí tuệ của mình thông qua một phương án thiết thực khả thi, chúng ta mới có thể mở ra một hướng đi mới đạt đến mục đích của mình. Những người thành công thực sự là những người biết sử dụng trí thức của mình một cách linh hoạt. Họ biết cách phát huy trí tuệ của mình đến mức cao nhất. Từ đó đạt đến thành công, khẳng định giá trị của mình chính mình. Không có tri thức mà mong muốn đạt được thành công trong thế giới ngày nay, thật còn khó hơn cả việc lên trời. Tiến sĩ người Mỹ Napoleon Gier đã viết, tri thức con người có thể phân thành hai loại lớn là tri thức phổ thông và tri thức chuyên ngành tri thức phổ thông dù có nắm bắt được bao nhiêu cũng khó có thể dùng nó để mà kiếm tiền nó chỉ là kiến thức cơ bản mang tính tích lũy là thứ có thể tìm được trong tất cả ban ngành của trường đại học là thứ mà hầu như mọi xã hội văn minh đều biết đến tiếp đó dìa lại nhấn mạnh hơn bản thân tri thức là không thể thu hút được đồng tiền càng không thể chiếm được quyền lực chỉ khi nào chúng ta biết vận dụng trí tuệ của mình thông qua một phương án thiết thực, khả thi chúng ta mới có thể mở ra một hướng đi mới đạt đến mục đích của mình. Những người thành công thực sự là những người biết sử dụng tri thức một cách linh hoạt. Họ biết cách phát huy trí tuệ của mình đến mức cao nhất, từ đó đạt đến thành công, khẳng đầy giá trị của chính mình. Sự cạnh tranh trong xã hội hiện đại là vô cùng khốc liệt. Vì vậy, muốn trở thành một người đàn ông thành công, bạn phải trở thành một nhân tài về tài về chính nghề nghiệp hay bộ môn mà bạn đang theo đuổi phải có tri thức đồng thời có đủ năng lực vạch ra những hướng đi mới và quan trọng hơn nữa là bạn phải làm cho tri thức của mình vượt trên người khác có như thế bạn mới phát huy được khả năng của chính mình có như thế tri thức và năng lực của bạn mới nhanh chóng nhận được sự khẳng định và chú ý của người khác đồng thời cũng dần dần nhận được sự trong dung của mọi người Napoleon, Napoleon Hill nhắc nhở chúng ta, nếu bạn muốn thành công trong sự nghiệp, bạn nhất định phải chuyên nghiệp hóa công việc mà bạn đang thực hiện. Chúng ta hãy nghiệm lại câu nói sau đây của một doanh nhân. Cho một nhóm người nếm thử các loại bánh hamburger, chắc chắn chỉ có những người được huấn luyện đặc biệt mới biết thưởng thức nó, chỉ có những người chuyên nghiệp mới phân biệt. Thưởng thức hai cái bánh hamburger về bề ngoài xem ra chẳng có gì khác nhau nhưng lại có chất lượng, màu sắc và hương vị rất khác nhau. Đối với một chuyên gia mà nói, hamburger không đơn thuần chỉ là một khối bột mì đã được lên men. Nếu lưu tâm một chút, bạn sẽ thấy những người thành công đều có kiến thức chuyên ngành rất cao. Họ biết vận dụng tri thức để vạch ra những hướng đi mới, sáng tạo ra những cái mới. Muốn đạt được một sự nghiệp vĩ đại, tất yếu phải lấy tri thức làm nền tảng. Thành công và tri thức được tích lũy có mối quan hệ mật thiết với nhau vì vậy không có tri thức mà mong muốn đạt được thành công trong thế giới ngày nay thật còn khó hơn cả việc lên trời có tri thức và mạnh dạn vạch ra những hướng đi mới là tố chất của người đàn ông thành công vận dụng tri thức để mở ra những hướng đi mới hai việc học vô bờ bến thước có ngắn có dài dù là bậc thánh nhân ắt cũng có mặt yếu kém nhưng người sáng trí luôn biết sử dụng điểm mạnh của mình để bù đắp vào điểm yếu đó Học tập là chìa khóa để bạn cải tiến chính mình. Người thành công hầu hết đều là những người gặt hái nhiều thành tích trong việc học. Chỉ có những kẻ vô tri mới xem thường việc học. Muốn thành công, nhất định phải ghi nhớ, người thanh niên cho dù biết được bao nhiêu không phải là điều quan trọng, chỉ cần hiểu được giá trị của việc học mới có thể thu được kiến thức đầy đủ. Rất nhiều người cho rằng học tập chỉ là một công việc tuổi thanh niên, chỉ có trường học mới là nơi học tập bản thân mình đã là người lớn tuổi, hơn nữa đã bước ra ngoài xã hội, vì vậy không cần phải tiếp tục học thêm lên nữa. Một chuyên gia của Đại học Cambridge đã chia sẻ, Cách nhìn nhận vấn đề như trên khi mới xem qua thì dường như rất có lý, nhưng kỳ thực lại hoàn toàn không đúng. Trong trường học đương nhiên phải học tập, lẽ nào ra khỏi trường học là không cầu không cần học nữa hay sao? Những điều học được trong trường học là đã đủ dùng rồi hay sao? Thực ra những điều học được trong trường học là hết sức giới hạn. Có rất nhiều tri thức và kỹ năng kỹ năng cần thiết cho công việc. Cho cuộc sống mà sách vừa không hề đề cập đến, thầy cô giáo cũng không thể dạy được. Những thứ đó hoàn toàn phải dựa vào quá trình tìm tòi vừa học tập của chúng ta trong thực tiễn cuộc sống. Có thể nói, nếu chúng ta không tiếp tục học tập, chúng ta sẽ không có cách nào tiếp thu những tri thức cần thiết cho công việc và đời sống không có cách nào giúp mình kịp thời thích ứng với sự biến đổi của thời đại. Không tiếp tục học tập, chúng ta không chỉ không thể làm tốt công việc hiện tại, mà có nguy cơ đào thải trong dòng chảy của thời đại. Một số người sau khi rời khỏi trường học là không bao giờ xem trọng đến việc học nữa. Tựa như những gì phải tích trong đầu quá là quá đủ rồi. Nếu học tiếp sẽ bị ngộ độc chứ. Thật không biết rằng những gì học được bên trong trường học chỉ là những kiến thức nền tảng chúng còn là một khoảng cách rất xa so với nhu cầu thực tế của cuộc sống. Đặc biệt là trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ chóng mặt như ngày nay, chỉ có một lòng nhiệt thành học, học nữa, học mãi mới có thể giúp cho chúng ta ngày càng lĩnh hội được nhiều tri thức mới có thể không ngừng nâng cao tố chất tình thể của một chính mình, mới có thể phát triển công việc và sự nghiệp của mình ngày một tốt hơn. Dựa vào một cuộc điều tra của Đại học Cambridge, một nửa kỹ năng lao động sẽ trở nên vô dụng trong vòng 1 đến 5 năm tới. Mà trước đây, thời gian đào thải của những kỹ năng này là từ 7 đến 10 năm, đặc biệt là trong giới kỹ sư. Sau khi tốt nghiệp, có đến 1 phần tư kỹ năng được học trong nhà trường là không thể ứng dụng vào công việc thực tế. Vì vậy, học tập đã trở thành lựa chọn tất yếu ở mọi lúc mọi nơi. Dùng học tập tạo ra lợi nhuận. Điều này đã được giới quản lý, học và giới doanh nghiệp công nhận là sách lược để giành thắng lợi trong thời điểm hiện nay và cả trong tương lai. Không từ không từ đánh xe chu du các nước, một hôm ông đến một vùng đất nọ thì trông thấy một đứa trẻ lấy bùn đắp đất thành một tòa nhà tòa thành rồi ngồi ở bên trong mà đội nghịch. Cháu nhìn thấy xe người chạy đến, tại sao không tránh ra chứ? Không từ hỏi đứa trẻ. Từ xưa đến nay chỉ có xe tránh thành trì, chứ có lý nào thành trì lại tránh xe cơ chứ? Khổng tử hơi ngỡ người ra, ông bước xuống ngựa và hỏi, cháu tên gì? Cháu tên hạng thác, đứa trẻ đáp. Cháu đứa đáp lanh lời lắm, ta muốn hỏi cháu, núi gì không có đá, nước gì không có cá, xe gì không có bánh xe. Khổng tử đặt cho đứa trẻ một số câu hỏi, thưa ông cháu xin trả lời nhé, trên núi đất không có đá, nước giếng không có cá, xe do người khiêng không có bánh. Xe không tử liên tiếp đặt ra mấy chục câu hỏi nhưng đều không thể gây khó khăn được cho cậu bé. Đến bây giờ, bây giờ đến lượt cháu xin hỏi ông, ngỗng và vịt vì sao có thể nổi trên mặt nước? Hồng nhạn và sơn ca vì sao lại hót hay? Ngỗng và vịt có thể nổi trên mặt nước vì chân nó có hình vuông. Hồng nhạn và sơn ca hót hay vì cổ chúng dài. Không tử trả lời. Dạ không đúng thưa ông. Cá có thể nổi trên mặt nước. Lẽ nào là do? Do chân nó có hình vuông. Con ếch kêu giỏi Mà cô còn chúng có sai đâu Không tư phải bội phụ Tri thức uyên bác của đứa bé Để cả mình cũng không thể trách lợi lại Đành phải chấp tay đáp lại rằng Hậu sinh khả úy Hậu sinh khả úy Nói xong không tư bên đánh ngựa Vòng qua đường khác mà đi Học tập chính là chìa khóa cải thiện chính bản Chỉ có học tập tri thức kịp thời Từ đó có thể sử dụng nó hiệu quả hơn Dùng học tập cải biến cuộc đời của mình dùng học tập để dựng nên sự nghiệp vĩ đại của mình có thể thấy chỉ có con đường học tập mới có thể bổ sung thêm kiến thức kinh nghiệm mà bản thân đang thiếu giúp chúng ta có nguồn tri thức phong phú và sâu sắc những người thành công hầu hết đều là những người có thành tích học tập đáng nể để đúc kết kinh nghiệm từ những người đi trước và nhạy bén trong việc nắm bắt cơ hội chỉ có những kẻ vô tri mới dám dám xếp thường việc học có tri thức và mạnh dạn vạch ra những hướng đi mới là tố chất của người đàn ông thành công. Xem học tập là niềm vui của đời người, đồng thời biết vận dụng nó để bù đắp vào những điểm yếu của mình. Ba, tư tưởng luôn đổi mới, con người luôn sáng tạo. Mọi nơi đều là đất để sáng tạo. Mọi lúc đều là thời gian để sáng tạo. Mọi người đều là nhà sáng tạo. Hãy để chúng ta cùng tiến bước trên con đường sáng tạo. Điều quan trọng nhất của sáng tạo chính là nảy sinh ý tưởng mới, rất nhiều người cứ luôn tự oán trách mình là ngu dốt bất tài thiếu khả năng tư duy mang tính sáng tạo không thể sáng tạo thế nhưng người học trò ngu dốt tăng sâm lại là người học trò kế thừa xuất sắc của khổng tử huệ năng không biết chữ lại được truyền lại giáo nghĩa của tổ hoàng mai tổ huệ năng từng giảng rằng người trong thiên hạ có kẻ luôn hướng lên trên lẽ nào chúng ta lại có thể tự khinh bỉ tự vứt bỏ chính mình hay sao ngu dốt bất tài chỉ là những lời nói tuôn ra trên cửa miệng chúng ta mà thôi. Trong suốt chặng đường thỉnh kinh của mình, đường huyền trang phải đối mặt với 81 tài ương, nhưng cuối cùng Ngài vẫn có thể vượt qua và đưa được kinh Phật về được. Nhà thám hiểm Killers Christopher Columbus trên đường đi tìm những vùng đất mới đã gặp không biết bao nhiêu thử thách, sóng to gió lớn, lương thực thiếu thốn, người đi cùng phản bội, nhưng cuối cùng đã vượt qua mọi trở ngại và tìm ra được đại lục châu Mỹ. Trong khi phải chống chọi với đói khát, bệnh tật và lạnh bốt, nhà sân nhạc Mozart vẫn có thể viết nên tác phẩm bất hủ, oan hồn khúc. Có thể thấy tuyệt vọng chỉ là biểu hiện của nhu nhược, thiếu dũng khí đối mặt với hoàn cảnh khó khăn. Kết cục sẽ không thể làm nên chuyện gì, còn đường sống và hy vọng một ngày mai sẽ tốt hơn chỉ có thể tìm thấy được từ việc không ngừng sáng tạo bởi tinh thần và trí tuệ của mỗi chúng ta. Như vậy, làm sao mới có thể sáng tạo? Điều quan trọng nhất của sáng tạo chính là nảy sinh ý tưởng mới. Chỉ cần tuân theo những trình tự sau đây, nhận định có thể giúp bạn nảy sinh ý tưởng mới. Một, xác định mục tiêu, tức là xác định một vấn đề cần phải giải quyết hoặc một công việc cần phải hoàn thành. Ví dụ, bạn muốn một công việc tốt hơn, căn phòng của bạn cần phải sửa mới lại một chút bạn muốn biến những phế liệu trong công ty của bạn thành những sản phẩm hữu dụng tất cả đều thuộc về ý niệm khởi đầu hai giai đoạn chuẩn bị bây giờ bạn phải chọn ra những phương pháp có thể sử dụng để thực hiện những mục tiêu của mình vừa xác định đầu tư thu nhập càng nhiều tư liệu có liên quan càng tốt đặt ra nhiều câu hỏi liên quan học hỏi người có kinh nghiệm đặt, đặc biệt phải biết tiếp thu những thông tin mới Tất cả những bước trên đây đều làm bà đạp, thúc đẩy sức tưởng tượng của chúng ta. 3. Giai đoạn thanh nghén Giai đoạn này cần phải hết sức khởi động ý tưởng tiềm ẩn của bạn. Đi bộ, nghỉ ngơi, tắm rửa hoặc làm một chút công việc gì đó để đầu óc thanh thản, chuẩn bị tốt tâm lý để giải quyết vấn đề, giống như một nhà văn từng nói. Một câu chuyện cần phải ấp ủ từ từ ngay trong chất dịch của nó ít nhất vài tháng, thậm chí là vài năm mới có thể thanh thảo được. 4. Giai đoạn phát triển đây là giai đoạn cao nhất trong quá trình sáng tạo sau một giai đoạn chuẩn bị và thai nghén. Ý tưởng ngày càng tiến gần đến thực tế, đường nét phát thảo của mục tiêu đã xác định ngày càng trở nên rõ ràng. Charlie Darwin, trong quá trình nghiên cứu thuyết tiến hóa của mình, đã không ngừng thu thập tư liệu, nghiên cứu và thử nghiệm. Một năm nọ, khi ông đang đi dạo trên xe ngựa, nhưng đã định này, nâng giá đỉnh này, đột nhiên nảy sinh trong đầu ông những phương hướng giải quyết mà lúc tập trung nghiên cứu lại không ra ra hồi việc khi ý tưởng giải quyết vấn đề đột nhiên nảy lên trong đầu tôi tôi vẫn còn nhớ rất rõ vùng đất mà chiếc xe ngựa của tôi đã đi qua ý tưởng được mở lối và giai đoạn hứng phấn và hào hứng nhất trong quá trình sáng tạo năm giai đoạn kiểm tra bất kể kiến thức của bạn có uyên bác như thế nào những gợi ý giúp phát triển ý tưởng vẫn không thể hoàn toàn tin cậy vào được lúc này cần phải phát huy tác dụng của lý trí và khả năng phán đoán. Linh cảm hay dự cảm của bạn đều cần phải kết hợp với nhau tuân theo quá trình suy luận logic để đưa ra phán đoán chính xác. Bạn cần phải nhìn lại giả định của bạn một cách thật khách quan. Hãy lắng nghe ý kiến từ người khác để điều chỉnh lại giả định của mình, đưa nó đến mức hoàn thiện. Hơn nữa, thông qua quá trình kiểm tra, bạn sẽ tìm thấy những ý kiến giải thích mới và tốt hơn. Có tri thức và mạnh dạn vạch ra những hướng đi mới là tố chất của người đàn ông thành công lớn nảy sinh những ý tưởng mới dùng những ý tưởng mới này để tiến hành việc sáng tạo 4. chuyển quá trình mô phỏng thành sức sáng tạo mô phỏng nối lập với sáng tạo nhưng những người sáng tạo thành công luôn luôn bắt đầu từ sự mô phỏng khi hoạt động phát minh sáng tạo của bạn gặp những điều khó khăn bạn không phải ngần ngại nghiên cứu những sự kiện tương tự đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại mà vận dụng mô phỏng một cách linh hoạt cũng có thể đạt đến mục đích sáng tạo của mình căn bản mà nói tư duy là để sáng tạo trong lịch sử phát triển mấy ngàn năm của nền văn minh nhân loại đã tích lũy được rất nhiều phương pháp chuyển hóa mô phỏng thành sức sáng tạo trong đó những phương pháp đơn giản và dễ thực hành nhất là một phương pháp mô phỏng sinh học trong quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm của mình các loài sinh vật đã hình thành được rất nhiều khả năng kỳ diệu ví dụ loài rơi có thể cảm nhận được sóng siêu âm trong một mạng lưới được phủ tối đen mấy chục con rơi có thể bay ngang bay dọc mà không bao giờ đụng vào nhau. Con người đã tiến hành nghiên cứu đối với loài rơi và phát hiện loài rơi đã dùng sóng siêu âm để để định vị và kiểm tra các vật thể xung quanh. tín hiệu sóng siêu âm được phát ra từ trong họng của loài rơi khi chạm đến một vật thể bất kỳ sẽ phản xạ trở lại. Tai của chúng sẽ tiếp thu những sóng âm này để xác định vị cử ly và vị trí của vật thể. Con người đã dựa vào nguyên lý định vị âm phản xạ này để phát minh ra hệ thống thu phát sóng radar. Cùng với sự phát triển của ngành công nghệ sinh học hiện đại, rất nhiều khả năng đặc biệt của sinh vật đã được con người khám phá. Không chỉ kinh ngạc trước những khả năng kỳ lạ đó, con người còn mong muốn tìm ra những nguyên lý vận hành của nó, đồng thời phát minh ra những thiết bị kỹ thuật ngày càng tiên tiến hơn từ những nguyên lý này. Phương pháp nghiên cứu so sánh cơ năng và kết cấu của sinh vật để phát minh ra những nguyên lý kỹ thuật mới như trên được gọi là phương pháp mô tả mô phỏng sinh học. Sự phát triển của mô phỏng sinh học đã mở ra một viễn cảnh rộng lớn cho hoạt động phát minh sáng tạo của nhân loại. Dựa vào mô phỏng sinh học, nhân loại đang từng bước mở rộng, giới hạn sự sống. Khi gặp phải một vấn đề hoặc chợt xuất hiện một suy nghĩ mang tính sáng tạo, làm thế nào để có thể nắm bắt nó, làm thế nào để có thể biến suy nghĩ đó thành một phương án khả thi? Thế giới tự nhiên chính là một số nguồn quan trọng để bắt nguồn cho những ý tưởng kỹ thuật mới, khéo léo vận dụng phương pháp mô phỏng sinh học là cách hữu hiệu để vươn đến những thành tựu mới. 2. Phương pháp mô phỏng trực tiếp, nhà nghiên cứu Toyosawa Toyo của Nhật Bản từng nói, mô phỏng trực tiếp là mô phỏng những sự vật có cùng tính chất là một điểm quan trọng rất hữu ích đối với nhà phát minh khoa học. Những người không biết sử dụng quan điểm này. Sử dụng điểm quan trọng này thì lại rất nhiều người muốn đưa ý ra ý định phát minh luôn 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 muốn sáng tạo những cái mới nhưng họ lại quên rằng cái mới và cái cũ có mối quan hệ gắn chặt với nhau hoạt động đổi mới và phát minh ra những kỹ thuật mới luôn được biểu hiện trong một tiến trình mang tính liên tục và phát triển từng bước cái mới không thể vứt bỏ hoàn toàn những đặc điểm của cái cũ mà chỉ có thể gạt bỏ những khiếm khuyết điểm của cái cũ đi mà thôi tại nhật bản khi có người tìm đến Toyosawa Toyo học hỏi ông về phương pháp xác định chủ đề, sắp xếp ý, chọn lọc những chi tiết để xây dựng nên một ý tưởng mới. Ông luôn nói với họ: trước tiên hãy mô phỏng theo một nhà phát minh nào đó, xem họ suy nghĩ vấn đề như thế nào. Mô phỏng là và sáng tạo là hai phương diện đối lập. Những người sáng tạo thành công luôn luôn bắt đầu từ sự mô phỏng. Có người nói: bạn muốn trở thành người nổi tiếng thế giới? Vậy hãy cứ mô phỏng theo người nổi tiếng thế giới là được. Nếu bạn muốn có được một trình độ cao, thì con đường nhanh nhất để vươn tới trình độ cao chính là mô phỏng theo một trình độ cao. Một họa sĩ đã từng nói, tất cả những sự vật có liên quan đến phát minh sáng tạo đều là sự vay mượn của cái đã có từ trước. Mỹ thuật và hình ảnh cũng không nằm ngoài quy luật đó. Lois Mạng là ông vua đồ chơi thế giới, một nhà phát minh có tầm cỡ trên thế giới ông nhận thấy muốn phát minh một món đồ chơi mới có thể được tiêu thụ mạnh là rất khó khăn nhưng muốn mở rộng thị trường cho một trò chơi đã có thì lại dễ dàng thực hiện mỗi năm ông đi khắp nơi trên thế giới để khảo sát tìm hiểu các món đồ chơi và trò trò chơi của các vùng đất các dân tộc đến đài loan ông thấy các trẻ em vùng núi thường chơi một loại đồ chơi gọi là yo yo rất thú vị thế là ông bèn mang loại đồ chơi này giới thiệu tại các quốc gia phương tây kết quả đã thu được một món tiền rất lớn. Sau đó, ông đến Nam Dương tham khảo các trò chơi ở vùng này. Ông lại chú ý đến một chiếc vòng gỗ được dùng để lắc quanh hông. Trông rất đẹp mắt. Trở về nước, ông chỉ việc thay đổi chất liệu chiếc vòng từ gỗ sang nhựa là có thể tung ra thị trường một sản phẩm mới với tên gọi vòng Hura. Một lần nữa, ông lại kiếm được một số tiền lớn. Trong quá trình phát minh sáng tạo của bạn gặp phải những điểm khó khăn, bạn không phải ngần ngại nghiên cứu những sự kiện tương tự đã từng diễn ra trong lịch sử nhân loại. Vận dụng mô phỏng một cách linh hoạt cũng có thể đạt đến mục đích sáng tạo của mình. 3. Phương pháp ghép cảnh Ghép một nhánh táo ngọt lên một gốc cây táo dài sẽ có được một cây táo có sức đề kháng tốt, cho quả nhiều mà lại ngon ngọt. Tương tự như vậy, ta vận dụng nguyên lý phương pháp và ưu điểm kỹ thuật này vào trong lĩnh vực kỹ thuật khác sẽ tạo nên những nguyên lý mới phương pháp mới và công dụng mới. Phương pháp này được gọi là phương pháp ghép cảnh. Tác dụng cơ bản của phương pháp ghép cảnh là lấy các điểm mạnh để bù đắp vào các điểm yếu. Phần dùng linh hoạt phương pháp ghép cảnh có thể gặt hái được thành công từ cách nghĩ này và đó cũng là phương pháp mang tính sáng tạo. Để thực hiện tốt phương pháp ghép cảnh, trước tiên phải suy xét đến tính khả thi của việc kết hợp về nguyên về mặt nguyên lý, tức tìm ra một phạm vi thích ứng cho nguyên lý kỹ thuật ban đầu sau đó tìm cách ứng dụng nguyên lý này để tạo nên những phát minh và sáng tạo mới ví dụ sau khi có người phát biểu kết quả nghiên cứu về quá trình phân hủy và lên men của vật chất hữu cơ một bác sĩ người anh đã đột nhiên nghĩ rằng có sự phân hủy và lên men của vật chất hữu cơ là do tác dụng từ bên ngoài của các loại vi khuẩn mà hiện tượng làm mủ và thôi giữa miệng vết thương khi bệnh nhân tiến hành phẫu thuật cũng là kết quả của sự tấn công từ bên ngoài của vi khuẩn Cuối cùng vào năm 1865, ông đã phát minh ra phương pháp phẫu thuật vô trùng. Phương pháp này đã giúp cho tỷ lệ bệnh nhân giả phải chết vì nhiễm trùng sau phẫu thuật giảm từ 80% xuống còn 50%. Cần phải vận dụng phương pháp ghép cảnh một cách linh hoạt, cần phải phát huy năng lực tư duy của mình, biết khéo léo tìm ra những gợi ý và manh mối giữa những điểm không tương quan của các sự vật. Một trong những kỹ thuật đã được vận dụng rất linh hoạt chính là kỹ thuật làm nở. Kỹ thuật làm nở đầu tiên được ứng dụng trong việc hấp bánh mì hoặc bánh bao. Trong quá trình hấp chín, bên trong bột bánh sẽ sản sinh ra một lượng khí rất lớn, khiến cho các bánh căng phồng lên, trở nên mềm mịn, dễ ăn. Một nhà doanh nghiệp người Mỹ thấy phương pháp này có thể làm cho ổ bánh mì nở ra to hơn và ngon hơn thì nghĩ thầm. Không biết những thứ khác có thể làm cho nở lên được không nhỉ? Rồi ông nghĩ đến mổ cao su. Thế là ông thử cho thuốc nở vào trong mổ cao su sống. Kết quả là đến khi đông lại, cục mù đã phình lên tựa như ổ bánh mì. Ông chính là người đã phát minh ra nệm cao su. Trong quan niệm của nhiều người, một sản phẩm kỹ thuật thường chỉ có một tác dụng cố định mà thôi. Trên thực tế, công năng của một sản phẩm không bao giờ mang tính cố định. Ví dụ, một phụ nữ Nhật Bản đã đưa ra ý tưởng dùng máy sấy tóc để sấy khô chăn nệm. Kết quả là nhà sản xuất đã tiếp thu ý tưởng của bà, chế tạo một cái máy sấy chăn nệm theo nguyên lý của máy sấy tóc sản phẩm được các bà nội trợ đón nhận nồng nhiệt và đương nhiên người phụ nữ đó cũng được hưởng một số tiền bản quyền ý tưởng rất hậu hĩnh phương pháp loại suy rộng rãi phương pháp loại suy là phương pháp tư duy căn cứ trên sự tương đồng hoặc tương tự về một số thuộc tính nào đó giữa hai đối tượng nếu một trong hai đối tượng đã biết còn mang thêm một thuộc tính gì khác thì đối tượng kia cũng có thuộc tính giống vậy ngay từ thời xa xưa nhân loại đã vận dụng phương pháp này để hoàn thành rất nhiều phát minh sáng tạo trong hoạt động nhận thức và cải tạo thế giới khách quan. Phương pháp loại suy có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Rất nhiều lý luận khoa học trọng đại ban đầu đều được đề xuất thông qua phương pháp loại suy này. Trong lịch sử khoa học, có rất nhiều phát minh và sáng tạo mang ý nghĩa trọng đại cũng là kết quả của việc ứng dụng phương pháp loại suy. Ví dụ, thuyết truyền động sóng mà cần đã đề xuất là kết quả có được từ phương pháp loại suy với nguyên lý hoạt động của sóng nước và sóng âm thanh. bác sĩ sema đã phát hiện ra được một loại đầu bò có khả năng phòng ngừa bệnh đậu mùa. đó là kết quả của một sự gợi ý tình cờ khi ông phát hiện thấy các cô gái vắt sữa bò do nhiễm đầu bò mà kháng sinh được bệnh đậu mùa. có thể thấy tương tự như phương pháp mô phỏng, phương pháp loại suy nếu được vận dụng một cách linh hoạt cũng sẽ mang lại hiệu quả sáng tạo rất cao có tri thức và dũng cảm mở ra những hướng đi mới. Sử dụng năng lực mô phỏng một cách linh hoạt, chuyển hóa nó thành sức mạnh sáng tạo. Năm bí quyết lớn nhất để thành công đó là dám sáng tạo. Chỉ bằng con đường vận dụng trí não, tri thức mới có thể tạo nên những giá trị mới. Sử dụng tri thức cũng có thể cũng không thể mang lại mang đến thành công. Chỉ có những người mạnh dạn phải ra những hướng đi mới thì mới có thể làm nên việc lớn. Ứng ừ, dụng sức sáng tạo vào trong thương trường là một nhân tố vô cùng quan trọng. Nếu không tạo ra những sản phẩm mới, phát triển những ngành nghề mới, công ty sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị đào thải bất cứ lúc nào. Một trong những bí quyết quan trọng nhất để vươn đến thành công chính là mạnh dạn và ra những hướng đi mới. Sáng tạo cái mới đòi hỏi phải có một nguồn tri thức nhất định làm nền tảng. Nhưng nếu chỉ có tri thức thôi thì không thể nói là đủ. Mà chỉ bằng con đường vận dụng, sự hiểu biết từ tri thức có được thì nền tri thức đó mới có thể tạo nên những giá trị mới chỉ có những người biết sáng tạo ra những cái mới biết sáng tạo nên những giá trị xã hội mới có thể vươn đến thành công karl là một doanh nhân tài năng thiên bẩm ông nói ngay từ nhỏ tôi đã ghét phải theo đuổi một công việc mang tính phổ thông vì vậy mà tôi không thể tìm được cho mình một công việc thực sự nào cả nhưng tôi đã từng nói tôi có thể làm bất cứ công việc gì thậm chí là kem đá. Thế là trong thời gian theo học ở trường đại học, cậu thanh niên này đã làm kem đá trong ký túc xá. Không lâu sau, hai người bạn học khác cũng thầm cũng gia nhập cùng làm kem. Công việc có tiến triển, Klaus quyết định bán số trái phiếu của mình, đồng thời rút ra số tiền 60.000 đô la mà cậu đã kiếm được từ việc phụ giúp gia đình bán máy lọc nước trong thời gian còn là cậu học sinh cấp ba. Kết hợp với mấy người bạn để thành lập một công ty nhỏ, thông qua nghiên cứu thị trường Klaus phát hiện khẩu vị kem khẩu vị của kem đá không hề có sự thay đổi trong suốt 12 năm qua linh cảm nhạy bén mất bảo cho ông đây chính là một cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp của mình ông lấy ý tưởng từ quán bia dùng kỹ thuật sản xuất men bia để chế tạo nên một loại kem đá mới có mùi vị vô cùng đặc biệt sau đó ông lại liên kết với một sừng sản xuất format chế biến và ra loại kem có hương vị format mát thật béo và thơm ngọt. Bằng cách đưa ra những loại kem có hương vị mới, Clarks đã làm cho một công ty sản xuất kem nhỏ lẻ trở thành một điểm thu hút nhiều nhà đầu tư. Kết quả là các sản phẩm mới vừa được tung ra thị trường đã rơi vào tình cảnh cung không đủ cầu. Hương vị của nó cũng nhanh chóng trở thành một dạng ẩm thực được ưu chuộng, được đón nhận nồng nhiệt khắp Âu Mỹ và trên toàn thế giới. Nhờ những cây kem cao cấp Mạng hương vị độc đáo riêng được công ty kem Jeremy của Klaus sản xuất. Năm 1999, doanh thu của công ty lên đến 6 triệu đô la. Khi nói đến thành công của mình, Klaus đã nói, bí quyết lớn nhất để thành công trong sự nghiệp là sáng tạo ra những cách mới. Mỗi người thanh niên chúng ta phải là một nhà sáng tạo trong công việc của mình. Chứ không thể là một người chế tạo không bao giờ thay đổi vì bản chất đặc trưng của tuổi trẻ chính là sự mới mẻ và tràn đầy khí phách. Một, sức mạnh tinh thần được hiểu, được biểu hiện bằng hành động. Một người lập nghiệp có thể thành công hay không? Công ty của họ có thể đứng vững trên thị trường hay không? Vấn đề then chốt chính là anh ta có được sức sáng tạo hay không? Trước mắt, sức sáng tạo của một công ty xí nghiệp chủ yếu được thể hiện ở phương diện sáng tạo sản phẩm sáng tạo sản phẩm bao gồm khai thác một sản phẩm mới, tốc độ đổi mới của sản phẩm cùng với chất lượng và trình độ của sản phẩm. Tích cực khai thác những sản phẩm mới là bảo đảm ưu thế cạnh tranh cho công ty, giúp công ty có thể đứng trên một nền máu vững chắc. Thị trường là điều kiện khách quan cho sinh tồn của công ty. Muốn công ty có thể sinh tồn và phát triển, phải không ngừng mở rộng và khai thác những thị trường mới chỉ có không ngừng khai thác sản phẩm mới đạt đến tiêu chí người ta không có mình mình có người có mình có tốt hơn người ta có tốt mình người ta có tốt mình có tốt và rẻ hơn công ty mới có thể chủ động chiếm được thị trường trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt các ngành sản xuất xe hơi truyền hình Máy ảnh của Nhật sở dĩ có thể trong một thời gian ngắn đã chiếm lĩnh thị trường thế giới là do họ đã không ngừng đưa ra thị trường những sản phẩm mới với kiểu dáng đa dạng, chất lượng cao mà giá thành lại hợp lý. Có thể lấy ngành sản xuất xe hơi làm ví dụ. Vào cuối, cuối những năm 60 của thế kỷ 20, lượng xe được sản xuất và bán ra thị trường hầu như đều đứng sau các nước phương Tây. Đến năm 1978, ngành sản xuất xe hơi của Nhật đã nhảy lên vị trí số một thế giới, tức sản lượng nhiều nhất, bán ra nhiều nhất và mức sản xuất cao nhất. Nguyên nhân là người Nhật đã nhanh chóng áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến, không ngừng cải tiến thiết kế chế tạo nên những chiếc xe chất lượng cao mà giá thành lại rẻ. Qua đó có thể thấy, sáng tạo ra cái mới chính là sáng tạo nên những giá trị, xã hội và hiệu ích kinh tế. Sự sinh tồn và phát triển hưng tịnh và suy phong của một công ty cho đến một ngành nghề có mối tương quan mật thiết với khả năng khai thác những sản phẩm mới của công ty ngành nghề đó nếu họ có thể khai thác những sản phẩm mới đáp ứng thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của xã hội họ sẽ có cơ hội phát triển và hưng thịnh hoặc ngược lại họ sẽ tự mình đi đến suy thoái và diệt phong đặc biệt là sự phát triển của khoa học kỹ thuật và thông tin hiện đại đã làm tăng tốc độ quá trình khai thác của một sản phẩm mới yêu cầu mới đối với một số sản phẩm, sản phẩm kỹ thuật cao đã không còn có thể được tính trên đơn vị năm mà phải được tính trên đơn vị ngày. Ví dụ như vương quốc của đồng hồ đeo tay là Thụy Sĩ cứ 20 ngày lại cho ra thị trường một sản phẩm mới. Công ty IBM danh tiếng lưng lừng lẫy một thời của Mỹ, sở dĩ chỉ trong một thời gian ngắn đã rời khỏi ngai vàng của đế quốc điện toán. Nguyên nhân chủ yếu chính là không biết chú trọng đến nhu cầu khai thác những sản phẩm mới. Có trí tuệ và mạnh dạn vạch ra những hướng đi mới là tố chất của người đàn ông thành công. Căn đảm đột phá ra khỏi những bức bình phong của chính mình, sáng tạo nên những cái mới để giành được chiến thắng. 6. Pericardin, một con người dám nghĩ, dám làm. Thành công của Pericardin, người sáng lập nhãn hiệu Pericardin, nổi tiếng thế giới đã được quyết định bởi tinh thần học tập có trí cầu tiến và nỗ lực sáng tạo của ông prekadin là nhãn hiệu của một sản phẩm và cũng là một đế quốc to lớn đế quốc này là một tập đoàn xí nghiệp bao gồm các ngành thời trang ẩm thực đồ dùng gia đình có các chi nhánh được phân bổ trên khắp thế giới <laughs> nó có một hệ thống cơ cấu rất hoàn chỉnh bao gồm ngân hàng cảng công xưởng và nhiều cơ sở liên quan đến mọi mặt đời sống con người tạo nên một hệ thống dây chuyền sản xuất cung cấp và tiêu thụ nhất quán Hiện nay có hơn 90 quốc gia trên thế giới đang sản xuất các mặt hàng Pericardin. Hơn 5.000 cờ hiệu đang hoạt động tại 185 quốc gia. Đế quốc này còn có hơn 800.000 nhân viên đang làm việc trên khắp thế giới. Người sáng lập nên đế quốc rộng lớn ấy chính là Pericardin. Thành công của Pericardin có rất nhiều kinh nghiệm đáng cho chúng ta nghiên cứu. Ông là một con người không bao giờ bằng lòng hiện tại. Không ngừng học tập, không ngừng mở rộng sáng tạo là một tấm gương xứng đáng nhất cho chúng ta noi theo. Đó cũng chính là một trong những nhân tố trọng yếu tạo nên thành công của ông. Pierre Cardin sinh ra tại Ý khi còn chưa học xong cấp tiểu học. Ông đã theo cha mẹ đến Pháp sinh sống. Năm 18 tuổi, ông lên Paris tìm cơ hội làm việc. Đầu tiên, ông tìm được một cơ hội làm việc và học tập trong một cửa tiệm trang phục. Từ đó, cuộc đời của Pierre Cardin đã biến đổi hoàn toàn. Ông gắn liền với cái nghiệp thời trang, Pierre Cardin là người rất chuyên tâm học tập, ông lại có một tài năng thiên phú đối với ngành thời trang. Chẳng bao lâu ông đã nắm bắt được những kỹ thuật thiết kế thời trang và có được một chút tên tuổi tại Paris, kinh đô thời trang thế giới. Một số quý tộc và ngôi sao nổi tiếng bắt đầu biết đến ông, đề nghị ông thiết kế trang phục riêng cho mình. Là người dám nghĩ dám làm, Pierre Cardin đã có những sáng tạo rất mạnh mẽ trong kiểu dáng trang phục, nhận được những lời khen ngợi rất tốt từ giới chuyên môn. Pierre Cardin còn là một con người có trí cầu tiến. Ông biết trình độ học vấn của mình không cao. Vì vậy, ngoài việc nỗ lực sáng tạo, ông còn tranh thủ tất cả thời gian nhàn rỗi để học tập. Ông có may mắn được tiếp xúc với một số nhà văn, nhà nghệ thuật danh tiếng giúp ông mở rộng tầm nhìn, thu hoạch lớn nhất là giúp ông có thêm những nhận thức và lý giải mới về thời trang. Với những quan niệm thiết kế mới mẹ, mới mẹ ông đã làm những bộ trang phục của mình ngày càng thời thượng hơn, phóng khoáng hơn và tao nhã hơn. Trước thập niên 50, Perrin Cardin đã từng làm việc cho hai nhãn hiệu thời trang khác nổi danh của Paris lúc bấy giờ. Ứng dụng hiệu quả những tri thức đã học được vào trong thực tiễn sáng tạo, khả năng lĩnh hội cùng tài năng thiên phú trong lĩnh vực thiết kế thời trang đã được thể hiện mạnh mẽ trong thời gian làm việc tại hai cửa hàng hiệu thời trang này. Những người dân Paris vốn rất chú trọng đến việc ăn mặc dần dần đón nhận phong cách Pierre Cardin. Danh tiếng của ông cũng càng trở nên vang dội, đặc biệt là trong thời gian làm việc tại một cửa hiệu thời trang danh tiếng. Ông đã được tiếp xúc với những nhân viên và tư tưởng mà các cửa tiệm thời trang thông thường không thể gặp được. Chính điều này đã tạo nên những xúc cảm và gợi ý rất lớn trên con đường sáng tạo nghệ thuật của Pierre Cardin. Khi kỹ thuật thiết kế và tư tưởng ngày càng thành thục, ông quyết định tự xây dựng cho mình một sự nghiệp riêng. Năm 1950, Pierre Cardin bước sang tuổi 28 và đã đứng ra thành lập công ty thời trang cho riêng mình. Trong những ngày đầu đơn tân độc mã tham gia vào con đường thời trang, Paris, ông đã, cũng đã đối mặt với những khó khăn thử thách. Trước tiên là áp lực cạnh tranh từ các đối thủ. Vào thời ấy có rất nhiều cửa hiệu thời trang và công ty thời trang tại Paris. Trong đó, số công ty xứng đáng được gọi là công ty thời trang cao cấp cũng lên đến con số 30. Rõ ràng, công ty thời trang của Pierre Cardin chỉ có thể xếp vào hạng quy mô nhỏ, ít tên tuổi, hơn nữa lại không có được một nguồn vốn hùng hậu. Thành công của bất kỳ một sự nghiệp nào cũng không thể tách rời với tính sáng tạo. Sáng tạo có thể rót thêm sức sống không ngừng cho con đường phát triển của sự nghiệp. Thời trang là một lĩnh vực mang nhiều yếu tố thách thức. Ngày qua tháng lại, hầu như không có lúc nào là không phát sinh biến hóa nếu không có tính sáng tạo. Không chỉ khó lòng phát triển, mà còn rất dễ bị đào thải khỏi thị trường. Chính nhờ vào khả năng sáng tạo độc đáo và tài năng quản lý doanh nghiệp khéo léo, Pierre Cardin đã từng bước đứng vững trong thị trường thời trang Paris và thế giới. Pierre Cardin là người rất có đầu óc, không bao giờ bị ràng buộc vào những quy củ cứng nhắc, là người dám nghĩ dám làm, chỉ có được tìm kiếm những sáng tạo mới, những phương thức quản lý kinh doanh mới. Ông luôn sẵn sàng hoan nghênh đón nhận những thử thách mới. Bắt đầu từ năm 1953, Pierre Cardin đã mạnh dạn thâm nhập vào thị trường thời trang nữ tạo nên những kiểu trang phục thời trang nữ có cá tính mới. Với phong cách tào nhã, chất liệu phong phú mà giá cả lại phù hợp. Nhờ đó nhận được sự hoan nghênh rất nồng nhiệt của tầng lớp phụ nữ bình dân trong xã hội. Sách lực tiếp thị sản phẩm này lại một lần nữa giúp ông ngày càng có được danh tiếng và thị trường rộng lớn. Chẳng mấy chốc sản phẩm của ông đã không thể đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Hành động bình dân hóa thời trang cao cấp của Pierre Cardin đã nhận được những lời bình phẩm khác nhau trong xã hội nước Pháp. Bao nhiêu năm nay, trang phục là một tiêu chuẩn đánh giá thân phận con người, là tượng trưng cho địa vị và đẳng cấp. Đặc biệt là đối với các phu nhân quý tộc, các quý cô quý bà ưa thích thời thượng, chỉ muốn thời trang là đặc quyền của riêng mình, không muốn biến nó thành một sản phẩm phổ thông có các phụ nữ trung lưu và bình dân trong xã hội. Ngoài ra, một số nhà thiết kế ủng hộ tư tưởng thời trang chỉ dành cho giới quý tộc cũng tỏ ra thái độ phản cảm với cách làm của Pierre Cardin. Họ cho ông là kẻ đi ngược tôn chỉ của ngành thời trang, thậm chí cho hành động của ông là ảnh hưởng xấu đến phong tục. Tổ chức bảo hộ cho ngành thời trang Paris thậm chí còn đưa ra quyết định khai trừ Cardin. Nhưng điều đó không làm cho Cardin phải chùn bước, chẳng những ông không chịu hối lỗi mà ngày càng đi xa hơn trên con đường lầm lạc đó. Khi những sóng gió trong lĩnh vực sáng tạo trang phục nữ còn chưa lắng xuống, ông lại đưa mắt sang lĩnh vực trang phục nam. Cần phải nói rằng hành động này của ông còn mang tính táo bạo hơn và sáng tạo hơn so với những gì ông đã làm trong lĩnh vực thời trang nữ theo truyền thống người pháp luôn cho rằng trang phục là cái bao bọc bên ngoài để thể hiện cái giá trị của người phụ nữ thể hiện nét đẹp và sức hấp dẫn làm vui lòng nam giới nam giới tuy cũng có trang phục riêng của riêng mình nhưng chất liệu và kiểu dáng không thể đem ra so sánh với trang phục nữ giới trong thế giới thời trang có rất ít người bước chân vào lĩnh vực thời trang nam vì vậy bước chân vào lĩnh vực thời trang nam là mạo hiểm, làm trái ý của cả xã hội, nhưng xét từ một góc độ khác, đó lại là một thị trường phúc cùng rộng lớn. Pierre Cardin sinh, đã sinh ra đã là một người không sợ nguy hiểm, có chí tiến thủ, dám vứt bỏ mọi quan niệm cũ kỹ, mạnh dạn tung ra những mẫu thời trang nam với màu sắc đa dạng, kiểu dáng mới lạ. Một lần nữa, Pierre Cardin đã tạo nên một cơn chấn động chưa từng có trong lịch sử thời trang Paris, trong cái thế giới tưởng chừng chỉ dành riêng cho những người phụ nữ ấy. Với màu sắc và kiểu dáng đa dạng, Pierre Cardin đã tạo cho mình một chỗ đứng vững chắc về trang phục nam. Hơn nữa ảnh hưởng của nó ngày càng trở nên rộng lớn hơn, phong trào trọng... thời trang nam nhanh chóng lan rộng khắp nước Pháp và châu Âu. Pierre Cardin vẫn không bằng lòng với hiện tại, vẫn luôn không ngừng tư duy tìm tòi những ý tưởng mới, không ngừng thách thức hiện thực và truyền thống, thách thức chính bản thân mình. Có thể thấy, lịch sử thành công của Pierre Cardin cũng là lịch sử của một quá trình không ngừng học tập không ngừng tiến thủ, không ngừng sáng tạo của chính cuộc đời ông. Sau khi cả trang phục nam và nữ đều đi đến xu hướng tại chúng hóa hơn, Pericardin lại nhắm đến một đối tượng phục vụ còn đông đảo hơn, đó là trẻ em. Hàng loạt trang phục mới dành cho trẻ em đã được Pericardin liên tục tung ra thị trường. Trong quá trình sáng tạo không ngờ, Pericardin đã dần dần hình thành nên phong cách thời trang của riêng mình, đó là màu sắc tươi vui, từ nét đơn giản, thanh khiết và có tính tạo hình rất cao. Năm 1961, ông cho ra mắt một kiểu trang phục mới và tiếp tục gây nên chất động trong làng thời trang thế giới. Sự nghiệp của ông ngày càng mở rộng, mở rộng không ngừng về mặt quy mô cũng như danh tiếng. Đế quốc doanh nghiệp của Perakadin đã được dựng nên như vậy đấy. Tính cách của Perakadin đã thúc đẩy ông không ngừng tiến lên phía trước, sẵn sàng đối mặt với những thách thức mới. Đúng lúc sự nghiệp đang phất lên vụn vụt, vụt lại mạnh dạn tung ra một phần năm triệu franc pháp mua lấy nhà hàng Maxims có lịch trừ lâu đời của nông Pháp nằm giữa thủ đô Paris hoa lệ. Quyết định Paris Cardin một lần nữa gây sốc cho toàn thế giới. Người ta bồi phục cho lòng can đảm và dũng khí của Paris Cardin. Nhưng cũng vô cùng lo lắng cho ông. Cho rằng ông, cho rằng đang lúc vươn đến đỉnh cao danh vọng như thế, Paris Cardin hạt tất phải lao vào một cuộc mạo hiểm như vậy. Thần vận mình không thể chăm nom cho tất cả mọi người trên thế giới. Cán cân vận may không bao giờ nghiêng về phía người không có trí tiến thủ. Pierre Cardin là một bậc thầy trong lĩnh vực kinh doanh, tất nhiên cũng hiểu, cũng hiểu rõ những quy luật của lĩnh vực này. Sở dĩ ông dám bỏ ra một số tiền lớn để mua lại nhà hàng Maxims, vì ông đã nhận ra được những hạn chế đang tồn tại ở nhà hàng này. Người Pháp giờ này vẫn là một dân tộc nổi tiếng quan tâm đến việc ăn mặc, xanh tiếng của nhà hàng Maxim, cũng được từ vẻ hào hoa quý phái vốn có của nó Tuy nhiên, cùng với sự đổi rời của thời gian, nhịp sống ngày một tăng nhanh, mọi người không còn nhiều thời gian để ngồi nhàn nhã thưởng thức những món ăn mang đầy hương vị quý tộc của nhà hàng Pháp truyền thống. Hơn nữa, giá cả các món ăn ở nhà hàng này lại quá cao, căn bản không phải là nơi để đặt chân những người bình dân, vốn là đối tượng có nhu cầu ăn uống lớn nhất. Vì vậy, nét cao quý ngày nào của nhà hàng Maxim's đã không còn ý nghĩa đấy. thực tế trong thời đại ngày nay bằng những kinh nghiệm có được trong lĩnh vực thời trang, sản xuất và kinh doanh, Pierre Scandine bắt đầu áp dụng một sách lược tương tự cho ngôi làng Maxim, ngôi nhà hàng Maxim của mình, lột lớp vỏ quý tộc đang vây khốt trên mình của nhà hàng. Ông quyết định biến nhà hàng Maxim thành nơi mà mọi đối tượng bình dân đều có thể bước vào. Ông không đổi tên nhà hàng, nhưng hàng loạt tiêu chí về phục vụ, món ăn, giá cả đã được biến đổi hoàn toàn. Tình cảnh của nhà hàng, nhà hàng đã có những chuyển biến nhanh chóng, Bộ mặt im lìm, lạnh căm của nhà hàng đã trở nên náo nhiệt, đông đúc, là người rất hiểu tâm lý khách hàng, nên sau khi tiếp quả Maxims, ông đã không ngần ngại chuyển sang hướng đại chúng hóa, đồng thời lại đặt ra những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt đối với chất lượng phục vụ. Thông qua phục vụ để thu hút khách hàng, ví dụ trong mỗi phòng ăn của Maxim đều có trưng bày một số vật lưu niệm như bật lửa, đồ trang sức trên mặt, có in nhãn hiệu của nhà hàng. Các món quà này sẽ được tặng cho khách hàng tùy theo chi phí mà họ đã bỏ ra. Phương pháp này không chỉ làm cho các khách hàng rất lấy làm thích thú, mà nó còn có tác dụng biến khách hàng thành những nhà quảng cáo miễn phí cho nhà hàng. Với tinh thần dám nghĩ dám làm, Pierre Scardin còn là người biết nhảy bén, tiếp thu những tư tưởng mới. Khi tiếp hộ quản nhà hàng Maxims, Pierre Scardin đã bước qua tuổi 60, nhưng tư tưởng của ông thì không hề lạc hậu. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp cho sự nghiệp của ông phát triển không ngờ. Nhận thấy được tính hiệu quả của hệ thống thức ăn nhanh của Mỹ, Ông nhanh chóng nhanh chóng tìm cách đưa nhà Maxims vươn ra thế giới. Cũng như rất nhiều người thành công khác, Pierre Cardin đã trải qua những tháng năm khốn khổ ở tuổi thiếu niên. Những gian nan và bất hạnh của cuộc sống đã giúp ông có được tinh thần tự cường, tự lực. Ông luôn mệt mài làm việc, không bao giờ quan tâm đến chuyện hưởng thụ và xa xỉ. Cuộc sống đơn giản và mộc mạc của ông khiến cho người khác khó lòng tưởng tượng ra được. Đến nay, Tuy tuổi đã rất cao, nhưng ông vẫn làm việc một cách cẩn mẫn. Rất nhiều người cảm thấy vô cùng thắc mắc. Vì cứ gì mà một tỷ phú có hàng tỷ đô la trong tay, tuổi tác đã cao mà vẫn làm việc chí mạng như vậy kia chứ. Đơn giản vì Pierce Cardin không bao giờ thỏa mãn với những gì đang có. Nếu như thỏa mãn thì đó không còn là Pierce Cardin nữa rồi. Nhìn lại quá trình phấn đấu của Pierce Cardin, chúng ta dễ dàng nhận ra ông là một con người không tin vào vận mệnh mà luôn dựa vào trí tiến thủ không dựa vào sự ngẫu nhiên mà dựa vào thực lực không giữ khư khư cái cũ mà luôn hăng say sáng tạo ra những cái mới ông luôn là người biết nỗ lực học tập dũng cảm khai phá và sáng tạo nên những cái mới nhưng điểm đáng chú ý nhất trong con người ông chính là tính quyết đoán thận trọng và sáng suốt nhìn nhận vấn đề thật vậy mỗi hành động mang tính đột phá của ông đều được xây dựng trên nền tảng của trí tuệ khí phách và tầm nhìn thấu đáo của ông Ông có chí tiến thủ, nhưng không bao giờ lao vào những cuộc mạo hiểm vô vị. Mỗi một quyết định trọng đại của ông đều trải qua một quá trình nghiền ngẫm hết sức quyết, cẩn thận và chu đáo. Có tri thức và can đảm mở ra những hướng đi mới là tố chất của người đàn ông thành công. Dám nghĩ, dám làm mới có thể thành công. 7. Chỉ là tích cực sáng tạo, không ngại đối mặt với thực tế. Mọi người đều yêu thích cái đẹp. Đó không phải là đặc quyền, đặc lợi của phụ nữ, Xuất phát từ quan điểm này, Gillette đã không ngừng suy nghĩ sáng tạo nên những giá trị mới. Năm 1854, trong một gia đình tiểu thương ở Chicago, một cậu bé trai đã cất tiếng khóc chào đời. Đó chính là King Cam Gillette. Về sau, là một vị anh hùng trong mắt mọi người, người phát minh ra giao cạo Gillette. Tuy sinh ra trong một gia đình thương nhân, nhưng gia cảnh lại vô cùng nghèo khó. Năm ông 16 tuổi, cha ông bị phát sản. Gillette đã phải rời bỏ nhà trường. Sau khi nghỉ học, Gillette phải từ bước chạy kiếm sống. Công việc đầu tiên của ông là làm nhân viên tiếp thị. Đây là một công việc vô cùng cực nhọc, do tính chất cực nhọc và thiếu ổn định của công việc tiếp thị hàng hóa. Trong hoàn cảnh cạnh tranh khốc liệt, ông đã phải nhiều lần thay đổi công việc. Ông cũng đã từng tiếp thị qua rất nhiều sản phẩm, nhiều thực phẩm đồ dùng hàng ngày, trang sức, hóa mỹ phẩm. Cơ hội luôn ưu ái cho những người biết chuẩn bị đón nhận nó. Một khi để lỡ, nó sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Chìa khóa then chút để nắm lấy cơ hội được quyết định ở bộ não biết tư duy của bạn. Một lần nọ, Gillette phải tiếp thị một mặt hàng mới cho một hãng sản xuất. Loại sản phẩm này không có gì bắt mắt, nhưng giá tiền cũng rẻ. Mọi người đều đón nhận nồng nhiệt. Gillette cũng nhận được những lời khen tặng của ông chủ. Vốn là người nhảy bén tinh tế, Gillette muốn làm rõ nguyên nhân vì sao sản phẩm lại được mọi người đón mua nồng nhiệt đến như vậy. Ông chủ của Gillette đã mỉm cười trả lời rằng, đây là loại sản phẩm dùng một lần, tiêu hao rất nhanh và bán ra cũng rất nhanh. Vì giá cả không cao, mọi người mua lại cũng không có tâm lý e ngại. Anh cứ nghĩ xem một loại sản phẩm dùng xong liền bỏ, mọi người tự nhiên sẽ bỏ tiền mua nó nhiều lần. Những lời giải thích của ông chủ đã tác động mạnh mẽ đến Gillette, đặc biệt là câu nói dùng xong liền bỏ. Thế là ông nghĩ đến thân phận làm nhân viên tiếp thị của mình. Bận rộn trong suốt 10 năm, nhưng vẫn chưa thể có một công việc ổn gì ổn định. Tại sao mình không phát minh ra một loại sản phẩm, dùng xong liền bỏ để kiếm một số tiền? Một buổi trưa nọ, người ta không thấy Gillette đến phòng làm việc. Ông đang ngồi trầm tư trong căn phòng của mình để suy nghĩ về con đường làm giàu. Rồi một gợi ý bất chợt đã đến. Đó chính là bộ râu không được cạo nhãn của ông cọ sát vào hai bàn tay. Cảm giác ấy làm ông bừng tỉnh. Còn đường tư duy của ông đột nhiên bừng sáng. Mỗi người đàn ông đều phải cạo râu, mà cạo râu tất nhiên phải cần đến sao cạo râu. Nếu có thể phát minh ra một loại dao cạo râu dùng xong liền bỏ, nhận định sẽ kiếm được một số tiền rất lớn. Vừa nghĩ đến đó, Gilles cảm thấy sung sướng cực độ, tựa như vừa phát hiện ra một châu lục mới. Ông chạy thẳng vào nhà tắm, hối hả tìm lại những lưới dao cạo đã vứt đi không dùng nữa, rồi ngồi đó mệt mỏi quan sát. Với bản tính nói là lạc, Ngày hôm sau, Silas liền mua về những dụng cụ cần thiết để chế tạo dao cạo râu, rũa, kềm và thép lá. Sau đó, ông đóng chặt cửa phòng và cương quyết từ chối bất cứ cuộc gặp gỡ nào. Khác với ngày này, dao cạo râu thời đó có cắn dính liền với lưỡi dao cạo, gây nhiều bất tiền trong khi sử dụng. Hơn nữa, dao cạo rất dễ bị cùn. Lúc mai lại, lưỡi dao cần phải đến đá mài hoặc đem đến những tiệm mài dao chuyên nghiệp. Như thế, mỗi khi có chuyện gấp gáp thì sẽ không kịp ứng phó. Trong suy nghĩ của ông, Sản phẩm mới phải làm sao khắc phục được những khuyết điểm của lưỡi dao cạo kiểu cũ là có thể thu được thành công. Vì vậy, việc đầu tiên ông phải làm là tách rời lưỡi dao và cán dao. Tiếp theo đó, phải làm cho lưỡi dao cạo có được hai đặc điểm sắc bén và an toàn. Như thế sẽ dễ dàng nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Trên cơ sở nhận thức đó, ông thiết kế cán dao thành hình tròn, đầu trên của cán dao có hình vuông, ở giữa có một rãnh lõm, có thể dùng đính vít để cố định lưới dao. Lưới dao được chế tạo từ loại thép siêu mỏng, có độ sắc bén rất cao. Vốn tính cẩn thận, Gillette còn nghiên cứu kỹ đến vấn đề an toàn khi sử dụng sản phẩm. Ông dùng miếng kim loại mỏng kẹp giữa lưới dao cạo và giữa, chỉ để mép lưới dao cạo lòi ra ngoài. Khi sử dụng loại dao cạo râu này, lưỡi dao luôn tạo nên một góc độ nhất định với mặt, như thế vừa có thể dễ dàng cạo sạch râu ở bất kỳ bộ phận nào trên mặt và cầm, lại rất khó làm tổn thương đến da mặt. Trải qua nhiều đêm nghiên cứu, phương án thiết kế dao cạo râu, loại mới đã được xác định. Trước tiên, ông từ bỏ kinh phí mời một số chuyên gia kỹ thuật đến chế tạo một sản phẩm mẫu theo quy cách của ông, đồng thời đích thân đứng ra thử nghiệm hiệu quả của sản phẩm này. Sau khi đích thân thực nghiệm, ông nhận thấy độ sắc bén và tính an toàn của loại dao kiểu mới này mới đều vượt qua lưới dao kiểu cũ. Bước đi đầu tiên đã thành công, tiếp theo còn phải chờ phản ứng của thị trường tiêu thụ. Bây giờ, công việc tiếp thị sản phẩm mà Gillette đã từng có kinh nghiệm trong nhiều năm lại có cơ hội phát huy tác dụng. Ông trở thành người tiếp thị sản phẩm của chính mình. Trên trang viết truyền kỳ, trên con đường lập nghiệp của Gillette cũng được bắt đầu. Trước tiên, ông phải tìm cách thuyết phục được những người bạn thân cận của mình bởi ông biết một khi sản phẩm mới của mình nhận được sự hưởng ứng của bạn bè thân quen thì chính họ cũng sẽ trở thành những người quảng cáo sản phẩm cho ông, một điều mà từ bản thân ông không thể nào thực hiện được. Quả nhiên dưới sự cổ động cật lực của ông, một số người bạn thân cần của ông đã đồng ý đầu tư 5.000 đô la, một số tiền không nhỏ vào thời bấy giờ. Năm 1901, công ty giao cầu rau an toàn Gillette được thành lập, từ đó cuộc sống sinh nhai Bằng nghề nghiệp tiếp thị của Gillette đã thực sự kết thúc. Một con đường mới, rộng lớn đang mở ra trước mắt. Sau khi thành lập công ty, Gillette không coi ý dừng lại với những gì đang có. Ông vẫn tiếp tục nghiên cứu những chất liệu mới cho lưới dao cạo, giúp lưới dao cạo mỏng hơn và có độ bềm dẻo hơn. Càng dễ kẹp vào giữa hai miếng kim loại hơn nữa. Năm sau, tức năm 1902, lưới dao cạo kiểu mới đã bắt đầu được cho sản xuất đồng loạt. Trong dự tính của Gilles, với những cải tiến vượt bậc của sản phẩm mới, mọi người sẽ đổ xô đi mua, sản phẩm sẽ không đáp ứng được nhu cầu. Công ty của ông cũng sẽ thu được một số tiền hậu hĩnh. Tuy nhiên, không như những gì ông đã dự định, loại sản phẩm mới không hề nhận được sự hưởng ứng của mọi người. Trong suốt năm 1903, ông chỉ bán được tổng cộng 12 cán dao, 168 lưỡi dao cạo. Đối với tình cảnh tiêu thụ ế ẩm như vậy, Gilles cố gắng nghĩ mãi mà khôn không ra. Một chút lo lắng đã bắt đầu xuất hiện. Nhưng Gilles không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Trải qua nhiều lần suy nghĩ, ông đã phát hiện được nguyên nhân dẫn đến sự ế ẩm của loại sản phẩm mới. Mọi người vẫn còn quen dùng loại dao cạo kiểu cũ để cạo râu, trong khi lại chưa nhìn thấy được những ưu điểm của loại dao cạo kiểu mới. Hơn nữa, loại dao cạo kiểu mới lại có giá cả cao hơn. Về tổng thể mà nói, việc có hai việc quan trọng mà ông phải thực hiện. Thứ nhất là tiếp tục cải thiện sản hiệu quả sử dụng của loại sản phẩm mới. Thứ hai là là phải thay đổi thói quen sử dụng của mọi người. Nhận thức được mấu chốt của vấn đề, GNS bắt đầu tập trung vào chiến lược quảng cáo và mở rộng thị trường tiêu thụ, dựa trên đặc tính sử dụng lâu dài của cán dao cạo, mua một cái có thể dùng được trong mấy năm. Lưỡi dao lại là sản phẩm của một dùng một lần, mua một cán dao không biết phải mua bao nhiêu lưỡi dao là đủ. Gilles quyết định giảm giá bán lưỡi dao cạo nhưng đồng thời nâng cao giá bán cán dao lên một mức thích hợp. Vậy là vấn đề giá cả hơi cao của lưỡi dao cạo kiểu mới đã được giải quyết thỏa đáng. Hơn nữa, bằng cách giảm nhẹ, giá lưới dao cạo râu loại mới đã thực sự trở thành sản phẩm dung sông liền bỏ như tiêu chí ban đầu đã được nêu ra. Bây giờ, Chiles lại mạnh dạn đưa ra quyết định bất cứ khách hàng nào mua sản phẩm dao cạo râu loại mới đều được tặng miễn phí một cán dao cạo. Động thái này của Gilles đã giúp cho hàng ngạch bán ra của công ty tăng lên liên tục. Cùng thời gian này, với đôi mắt nhạy bén của một nhân viên tiếp thị sản phẩm, ông nhận thấy tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn của lĩnh vực truyền thông đang phát triển vô cùng mạnh mẽ ở Mỹ. Các loại báo, tạp chí đều có những trang dành riêng cho quảng cáo sản phẩm. Với tính cách đã làm thì phải làm cho đến nơi đến chốn, Gilles lại tìm hiểu cẩn thận những tờ quảng cáo có ảnh hưởng lớn nhất để làm đối tượng môi giới quảng cáo cho sản phẩm của mình. Đối với những việc mình đã quyết định làm, Gilles không bao giờ tỏ ra xấu dự trong khi phát động chiến lược quảng cáo cho sản phẩm mới của mình. Ông đã không ngại bỏ ra những khoản tiền lớn, mời cho được những nhà quảng cáo nổi tiếng nhất đương thời viết bài quảng cáo cho sản phẩm của công ty mình. Một đoạn quảng cáo trên truyền hình về sản phẩm dao cạo Rosilife có đoạn như sau. Lưỡi dao cạo kiểu mới có thể thay đổi trong trước mắt khi sử dụng không chỉ bảo vệ cho làn da của bạn, mà còn mang đến cho bạn một cảm giác thư thái dễ chịu. Bạn muốn vệ sinh sạch sẽ, an toàn và nhẹ nhàng cạo đi bộ số của mình. Bạn muốn tránh được những phiền phức khi phải bước vào tiệm hớt tóc. Bạn muốn tiết kiệm thời gian và tiền bạc của mình. Tại sao không thích đến thử một lần? Kế chứ. Một mẫu quảng cáo khác được in trên báo với nội dung sau đây. Lời hứa mà rau cạo Gilles mang đến cho khách hàng là mỗi lưới dao cạo ít nhất có thể sử dụng 10 đến 14 lần. Chỉ vòn vẹn vài chữ nhưng đã thôi thúc không biết bao nhiêu khách hàng tìm đến với sản phẩm rau cạo râu Relax. Để duy trì sức quảng mạnh quảng cáo Gillette, quy định tăng thêm dự toán quảng cáo cho mỗi sản phẩm sau cả râu. Shiles là năm xu, ông nhiều lần nhấn mạnh với các nhân viên. Sự phát triển cường thịnh của công ty Shiles hoàn toàn dựa vào sự thúc đẩy của quảng cáo. Một lần khác, ông lại ân ân cần nhắc nhở các nhân viên. Chúng ta nhất định phải làm những người tấn công. Chúng ta không cần phải thông qua chiến lược công kích, không ngừng để đánh bại đối thủ cạnh tranh. Vũ khí của chúng ta chính là quảng cáo. Quả nhiên, không qua sách lược tuyên truyền quảng cáo có hiệu quả của Gillette, thị trường tiêu thụ của sản phẩm dao cạo râu kiểu mới đã được mở rộng, sản lượng tiêu thụ cũng không ngừng tăng lên. Tờ liệu thống kê thời đó cho thấy sau cạo râu Gillette đã trở thành công cụ làm mặt phổ biến nhất của nam giới nước Mỹ. Đồng thời, xu hướng nam giới sửa vào dao cạo râu để làm đẹp cũng ngày càng trở thành một mốt thời thượng. Đúng lúc sự nghiệp của Gillette bắt đầu có chút thành quả, thì đại chiến thế giới thứ nhất bùng nổ, rất nhiều sĩ nghiệp bị phá sản sống trong sợ hãi của chiến tranh, con người không còn chú tâm trao chút đến vẻ bề ngoài của mình. Cơ nghiệp vừa mới gây dựng của Gillette lại phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ. Đương nhiên chiến tranh luôn là một thảm họa đối với những thường dân vô tội, nhưng đối với những thương nhân có thái độ sống tích cực mà nói, chiến tranh mang lại cho họ rất nhiều cơ hội làm ăn buôn bán. Vì điểm này, Gillette đã nhìn thấu và nắm bắt được một cách chính xác. Vào thời điểm này, Do ảnh hưởng của chiến tranh, các ngành sản xuất thép, ô tô, vũ khí, đóng thuyền, luyện kim của Mỹ đều phải đóng cửa, nên giá cả nguồn nguyên liệu dùng để sản xuất rau cạo Gillette có phần giảm xuống. Trong khi công nghệ kỹ thuật đã góp phần làm cho sản phẩm rau cạo râu kiểu mới được nâng cao về mặt chất lượng. Điều này cũng đồng nghĩa với sức mạnh, sức cạnh tranh của dao cạo râu Gillette trên thị trường được nâng cao thêm một bước. Sau khi từ bỏ chính sách trung lập vào năm 1917, nước Mỹ trực tiếp tham gia vào khối liên minh chống lại khối phát xít Đức áo hùng. Bình linh Mỹ được truyền đến các chiến trường châu Âu, sao cả Rogelay cũng trở thành một dụng cụ không thể thiếu trong ba lô của các binh sĩ Mỹ. Để thể hiện sự chỉnh tề và oai nghiêm của một quốc gia thịnh vượng, chính phủ Mỹ không chỉ trang bị cho binh lính mình những loại vũ khí hiện đại nhất mà còn rất chú ý đến dung mạo của các binh sĩ. Vì vậy, trong thời gian chiến đấu, các binh sĩ phải thường xuyên sử dụng đến dao cạo râu để chỉnh trang lại về điện trai của mình. Nắm bắt được thời cơ, Gillette đã tìm mọi cách thuyết phục chính phủ. Cuối cùng một thỏa thuận đã được ký kết giữa hai bên. Gillette sẽ bán cho chính phủ một số lượng lớn dao cạo râu Gillette với giá ưu đãi đặc biệt để chính phủ có thể cung cấp cho mọi binh sĩ của mình. Sản phẩm dao cạo râu có tính an toàn và tiện lợi nhất. Sự kiện dao cạo râu Gillette được đưa vào hành trang của mỗi binh sĩ Mỹ có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Vì từ khi bắt đầu cuộc chiến này, giáo cạo Gillette đã có được một đối tượng sử dụng cố định và đặc biệt. Nếu các binh sĩ vẫn giữ được thói quen cạo râu trong thời gian chiến tranh, thì sau khi chiến tranh kết thúc, thói quen ấy sẽ thực sự đi vào đời sống của họ, đồng thời còn tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ đến những người xung quanh. Như thế, một số người sử dụng giáo cạo Gillette sẽ ngày càng đông đảo hơn, ảnh hưởng của giáo cạo Gillette trong đời sống của mọi người cũng sẽ ngày càng lớn hơn. Vậy là trong lúc hàng trăm triệu người đang phải chịu cảnh khốn đốn vì sự tàn phá của chiến tranh, thì Gillette đã nhạy bén nắm bắt lấy nó để đạt được những thành công cho sự nghiệp của mình. Sau khi chiến tranh kết thúc, đứng trên cương vị của người chiến thắng, nước Mỹ đã giành được không ít quyền lợi kinh tế và chính trị. Trong hoàn cảnh hòa bình, mức tiêu thụ của mọi người cũng từng bước nâng cao để thu hút khách hàng các thương hiệu đua nhau thực hiện các chương trình khuyến mãi, tặng kèm các món quà nhỏ. Một lần nữa, đôi mắt nhạy bén của Gillette lại tìm thấy một cơ hội phát triển tốt cho sự nghiệp của mình. Ông thực hiện ngay một chiến lược quảng cáo, nhấn mạnh sản phẩm rau cạo râu là tặng phẩm tuyệt vời nhất. Khi mọi người đua nhau hỏi các chủ tiệm về loại tặng phẩm này, Gillette liền phân phát cho các cửa hiệu một số lượng lớn rau cạo râu kiểu mới với giá rẻ. Những người nhận được tặng phẩm trở thành những khách hàng của Gillette vì họ cần phải mua thêm các lưỡi dao cạo để thay thế sử dụng. Kết quả là các hành ngành tiêu thụ sản phẩm dao cạo Gillette đã liên tục tăng mạnh, cho dù là trong hoàn cảnh chiến tranh hay hòa bình, Gillette vẫn có thể sử dụng bộ óc thông minh nhạy bén của mình, kịp thời nắm bắt những cơ hội, không ngừng phát triển cơ nghiệp của mình. Không muốn dậm chân tại chỗ, khi nhìn thấy cảnh tượng phát triển ngày càng hưng thịnh của ngành công thương nghiệp nước Mỹ, Gillette lại nỗ lực mở rộng thị trường, xây dựng các công ty mới tại nhiều nước trên thế giới. Sau cỡ Gillette dần dần đi vào đời sống của mọi dân tộc khác nhau, đến cuối những năm 20 Sách trị tài sản của Gillette đã lên đến 60 triệu đô la. Các cơ sở của ông đã có mặt ở khắp các quốc gia và khu vực châu Âu. Ngay cả khi ông đã qua đời, những người kế thừa của ông, công ty Gillette đã đưa sao gạo râu Gillette vào trong góc phòng của mọi thanh niên trên thế giới. Có thể nói, có thể câu nói sau đây cũng không phải là một lời phóng đại. Nơi nào có gương mặt đẹp, nơi đó có Gillette. Bởi vì sau đó một thời gian, công ty Gillette đã mạnh dạn tung ra thị trường loại dao cạo râu Gillette dành cho phụ nữ. Đối tượng của Gillette giờ đây đã mở rộng đến tất cả những người biết quan tâm đến cái đẹp, không phân biệt nam hay nữ. Có thể mọi người đều có những ý tưởng vô cùng tuyệt diệu, nhưng sự khác biệt là có người sẽ thích cực thực hiện nó, có người lại ý ảnh không đưa ra được hành động, cho dù trong điều kiện kinh tế phát triển ảm đạm nhất hay thịnh vượng. Nhất và ngay cả thời đại đang sống là chiến tranh hài hòa bình. Với tinh thần tích cực sáng tạo, dũng cảm đối mặt với thực tiễn, Gillette đều có thể vươn đến thành công. Có tri thức và dũng cảm mở ra những hướng đi mới là tố chất của người đàn ông thành công. Nguyên nhân giúp cho Gillette có thể vươn đến thành công là do ông có một tinh thần cầu tiến. Chính tinh thần đó đã giúp cho Gillette dù phải đối mặt với người cảnh, vẫn có đủ nghị lực để không ngừng học tập và tư duy, có đủ dũng khí và động lực sáng tạo nên những cái mới. 8. 10 người đàn ông thành công nhất trên thế giới. Chúng ta tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và cá tính của những nhà khoa học, nhà chính trị, nhà nghệ thuật và nhà doanh nghiệp vĩ đại vì họ đã có những cống hiến mang tính sáng tạo, làm giàu giá trị, tinh thần và vật chất của nhân loại. Người đàn ông thành công Người đàn ông muốn thành công trong sự nghiệp tất yếu phải bắt đầu từ việc sáng tạo nên những cái mới. Thành công trong sáng tạo, đồng thời dựa vào sáng tạo để duy trì thành công. Sáng tạo nên những cái mới là nguồn động lực tạo dựng sự nghiệp cho người đàn ông. Bạn muốn vươn đến thành công, xin hãy xem qua 10 doanh nhân nam thành công nhất trên toàn cầu được giới thiệu sau đây. Có thể bạn sẽ bằng lòng với nhận định của chúng tôi. 1. Pierre Samuel Dupont de Nemo một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giới doanh nghiệp Mỹ cũng như thế giới, người đã thực hiện thành công trong việc chuyển đổi công ty gia đình Pond trở thành một tập đoàn mang tính hiện đại hóa quy mô mộ hóa một người khổng lồ trong đế quốc công nghiệp nhân tố chủ yếu quyết định thành công việt nam bắt thời cơ để thay đổi và sáng tạo nên những cái mới không ngừng hoàn thiện thể chế quản lý kết cấu quản lý đa ngày và phương pháp quản lý do ông sáng tạo đã được các tập đoàn công ty lớn của mỹ áp dụng theo biết dùng người và tôn trọng những tư tưởng kinh tế tiến bộ hiểu biết đạo lý trong kinh doanh hai william e boy người sáng lập đế quốc hàng không một trong những nhân vật đáng ký nhất của ngành công nghiệp hàng không thế giới. Nguyên nhân chủ yếu quyết định thành công trong quan niệm của chúng tôi không có gì là hoang đường, quái đản. Công việc của chúng tôi là không ngừng nghiên cứu, thực hiện và sản xuất bất kỳ khó khăn nào rồi cũng không thể ngăn cản được quyết tâm tìm kiếm những sự đổi mới, những giá trị ngày càng tốt hơn của chúng tôi. Tập đoàn muốn phát triển không chỉ dựa vào quy mô mà còn phải dựa vào tiêu chí không ngừng sáng tạo nên những cái mới như thế thành công sẽ không còn cách bản bao giờ nữa và Paul Allen, nhà lãnh đạo của công ty xuyên quốc gia và hệ thống thông tin vô tuyến điện toàn cầu nổi tiếng thế giới, nhà sáng lập công ty Motorola. Nguyên nhân chủ yếu quyết định thành công có khả năng quan sát hơn người, không ngừng sáng tạo nên những cái mới, không ngại đón nhận thất bại, đồng thời biết sáng tạo nên những giá trị mới từ trong thất bại. Tiếp theo, tiến theo nhịp điệu phát triển của khoa học kỹ thuật, thích ứng với sự phát triển của những trào lưu mới, kịp thời đưa ra những sản phẩm mới bốn GDR Tata. Tên tuổi của chàng thanh niên này nghe hay còn xa lạ, nhưng anh chính là nhà lãnh đạo của một tập đoàn phong thái giả dặn, thực lực lớn nhất ở Ấn Độ, là một ngôi sao sáng tại lưu vực sông Hằng và cả thế giới. Nguyên nhân chủ yếu quyết định thành công, đầy mạnh khai thác những kỹ thuật mới, không ngừng khích lệ nhân viên sáng tạo, nhấn mạnh đến yếu tố kỹ thuật là hàng đầu, nhân tài là số một, đã có những cống hiến đặc sắc trong sáng tạo kỹ thuật, thiết lập chế độ tiền công mới, thực hành chế độ công nhân tham gia quản lý, cải thiện và nâng cao phúc lợi cho công nhân. Anh còn là người đầu tiên thực hành kế hoạch quan hệ mật thiết giữa lao động và tiền công, trở thành phương hướng cho sự phát triển quan hệ lao động của các tập đoàn xí nghiệp. 5. Aristotle Socrates Onassis Ông vua thuyền, người có đội thương thuyền, tự nhân đông đảo nhất trên thế giới, một phú gia Hy Lạp có tài sản cá nhân lên đến 1 tỷ đô la ông chủ của hơn 100 công ty đất đai và các mỏ khoáng sản, cũng khó lòng đưa ra một con số thống kê chính xác về tài sản của ông. Nguyên nhân chủ yếu quyết định thành công, tích cực sáng tạo những nhân tố mới, vẫn những những vận dụng những phương pháp mới. Tôi không muốn sử dụng những chiêu thức thương mại giống nhau. Tôi phải sử dụng những phương pháp mà người khác không có để kiến tạo đế quốc vàng của tôi. 6. Chu Dung Dung Người sáng lập tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc còn là người nắm lái cho con thuyền kinh tế Hàn Quốc vượt lên sóng gió, tiến bước ra khởi, giá trị tài sản của ông là lên đến 6,5 tỷ đô la. Hiện nay tập đoàn Hyundai còn được xem là hình ảnh thu nhỏ của nền kinh tế Hàn Quốc. Nguyên nhân chủ yếu quyết định thành công, có lòng tự tin quật cường, không ngừng tìm kiếm những kỹ thuật mới, không tiếc mọi thứ để chiêu nạp nhân tài, nghiêm cấm mọi hành vi cản trở đến tính sáng tạo và tính tích cực của công nhân viên. Tiếp theo xu thế phát triển của thị trường, xem trọng đổi mới kỹ thuật, đồng thời hết sức xem trọng chữ tín. 7. Morita Akio, người sáng lập của tập đoàn quốc tế khổng lồ, một trong những nhà doanh nghiệp được kính trọng nhất tại Nhật Bản và toàn thế giới, là một ông chủ đầy quyền uy trong lĩnh vực điện khí công nghiệp và kỹ thuật điện tử. Nguyên nhân chủ yếu quyết định thành công, làm việc tỉ mỉ, chú trọng chữ tín, tích cực nghiên cứu chế tạo những kỹ thuật mới có tính sáng tạo độc đáo, lấy yếu tố con người làm gốc cho mọi động lực phát triển trong dụng nhân tài nhấn mạnh đến yếu tố sáng tạo là số 1, sản phẩm là số 1. 8. L. Vekoka, tổng giám đốc của công ty Chrysler, công ty lớn thứ ba trong lĩnh vực chế tạo và sản xuất xe hơi của Mỹ. Kinh nghiệm truyền kỳ và tư tưởng kinh doanh độc đáo của ông được cả nước Mỹ xem là một trần mực lý tưởng, trở thành đại biểu kết xuất cho tinh thần doanh nghiệp trong nước cũng như trên toàn thế giới. Nguyên nhân chủ yếu quyết định thành công, có những ý tưởng sáng tạo độc đáo và một ý chí kiên vững bất khuất, không ngừng có những sáng tạo và đổi mới trong kinh doanh. 9. Rumpel Mondock. Một con người khổng lồ của thế giới truyền thông vượt khắp năm châu bốn bể, ông chủ của một công ty truyền thông xuyên quốc gia đứng đầu thế giới, thu nhập hàng năm lên đến 9 tỷ đô la. Trong số bạn bè của ông, không ít người là những vị lãnh đạo mang tầm cỡ quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu cái định thành công, luôn tìm tòi những kỹ thuật tiên tiến, chú trọng đến phương thức quản lý thông minh theo kịp bước tiến của thời đại, có phương pháp kinh doanh độc đáo, không ngừng sáng tạo nên những cái mới. Mời Bill Gates, người sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty phần mềm Microsoft. Cống hiến của ông đối với máy tính cũng mang tầm quan trọng như phát minh ra bóng đèn của Edison, một thiên tài máy tính được cả thế giới mệnh danh là hoàng đế phần mềm. Nguyên nhân chủ yếu quyết định thành công, tận lực sáng tạo, mở rộng thị trường ra toàn thế giới, xem trọng nghiên cứu và phát triển, lấy con người làm động lực chủ yếu cho sự phát triển biết dùng nhân tài, không ngừng sáng tạo nên những kỹ thuật mới, luôn đặt nghiên cứu ở địa vị tiên phong. Trí tuệ và sự thành công của mấy nhân vật này đủ để khiến cho tất cả chúng ta phải bồi phân kính phục. Có thể mỗi người đều có những kinh nghiệm và phương pháp quản lý khác nhau, nhưng con đường đi đến thành công của họ đều có một điểm chung là sự sáng tạo. Hết chương 4